lần này bọn họ đã đều đoán sai. Hồng Quân quả thật chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng thân thể hắn lại vô cùng khỏe mạnh, có thể so sánh với trung phẩm thần nhân. Kim vĩ nếu có thể chém vào mới là chuyện lạ. Hai vị tiền bối tới tinh thần các của chúng ta tới cùng là có cao kiến gì? Nếu là bằng hữu, hai vị có thể nói một tiếng để tránh khiến cho mọi người cùng hiểu nhầm. Hai người có biểu hiện ngoài dự liệu của Sa Khởi, công lực tuyệt đối là cao hơn bọn họ rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể trước tiên là giải quyết trong hòa bình, sau mới tính. Sa Khởi trong miệng ngữ khí cũng có phần xuống nước. Hai huynh đệ chúng ta chỉ là đi tới tinh thần các, đã lâu đã nghe được đại danh của tinh thần các, còn đâu không có dụng ý gì, các ngươi không cần phải bối rối. Hồng Quân cười cười nhìn về phía bên dưới ba mươi mấy người vẫn như trước tiếp tục uống rượu. Sa Khởi thực sự rất tức giận, theo như lời Hồng Quân nói, không nhẽ tinh thần các là nơi du ngoạn ngắm cảnh, ai muốn tới xem là có thể tới xem, nhưng nhìn tình thế trước mắt, mình không bằng người, chỉ có thể nuốt khí giận vào trong, âm thầm đưa tin tới Đằng Long Đại Lục tinh thần các tổng bộ, mời cao thủ tới trợ giúp. Như vậy các hạ cũng đã nhìn, đã ngắm, đã ngồi, thậm chí đã uống, có thể hay không đi xuống được rồi. Phó các chủ Vạn Trung là người thẳng tính, nhìn về phía hai người tức giận mà nói: Không vội không vội, ta hỏi các ngươi, phía trên ba bức họa kia là ai vậy? Hồng Quân chỉ vào ba bức họa trên đầu, mỉm cười nhìn Sa Khởi nói. Sa Khởi vẻ mặt biến đổi, cung kính nhìn bức họa, khom người hành lễ, tự hào nói: Ba vị này chính là tổ sư khai sáng tinh thần các, ở giữa là các chủ Tần Vũ, Tần các chủ, bên cạnh còn lại là Hầu Phí, phó các chủ, cùng Hắc Vũ, phó các chủ. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ khai sáng tinh thần các, cũng tự mình tại hải vực tiêu diệt thế lực thứ ba tại hải vực là Kiểu Sắt Điện, cuối cùng trở thành thế lực lớn nhất, ngàn ngàn năm nay không có suy yếu. Cùng với hắn, các thế lực trải qua nhiều năm như vậy đã sớm hoán đổi nhiều người, chỉ có tinh thần các là vẫn như xưa. Tinh thần các tại trong lòng các yêu thú đối với ba vị tổ sư vô cùng sùng bái. Nhật Nguyệt Đại Điện chỉ khi có đại sự mới có thể mở ra, bình thường ba vị các chủ đều không có ở đây. Bây giờ sự vinh diệu ngàn năm theo tinh thần các bị hai người trước mắt tùy ý chà đạp. Tinh thần các từ các chủ tới các hộ vệ đều căm tức tận xương tủy đối với Hồng Quân và Cổ Bàn. Nguyên lai là tổ sư khai phái của các ngươi, sự tôn nghiêm của khai phái tổ sư chúng ta quả thật là không nên à. Hồng Quân hì hì cười mang theo Cổ Bàn đi xuống bên dưới, trong lòng thầm nghĩ: Nếu các ngươi mà biết thân phận của ta, thực sự không biết xưng hô với ta như thế nào đây. Nhi tử của tổ sư khai các ư? Thân phận này cũng thật là cao à. Hai vị tiền bối, xin mời tới thiên điện, chúng ta vì tiền bối đã chuẩn bị một chút yến tiệc, xin mời đi theo ta. Hai người đi xuống dưới, Sa Khởi khẩu khí nói to, nếu bọn họ tùy ý ngồi trên đại điện, sợ rằng hắn là các chủ cũng không có cách. Toàn bộ chúng nhân của tinh thần các tất cả đều nhẫn nhịn để ổn thỏa hai người trước mắt. Lúc này, tinh thần các tổng bộ tại Đằng Long Đại Lục cũng rất náo động. Đằng Long Đại Lục tinh thần các tổng các chủ chính là nhất kiếp trung cấp thần thú Hải Long. Hải Long lúc này đang ra lệnh cho tam kiếp tán tu đi tới hải vực yêu thú, truy nã hai người cuồng vọng làm loạn kia. Hồng Quân cùng Cổ Bàn vẫn an tâm đón nhận mỹ vị mà Sa Khởi cống hiến, cứ như vậy tại tinh thần các mà hưởng thụ. Cổ Bàn với khai thiên phủ đã tốt, Hồng Quân tiện tay lại cấp cho Cổ Bàn một kiện thượng phẩm tiên khí. Thần khí thì hiện tại không thể cho hắn được. Thần khí tuy lực cực lớn, đối với Hồng Quân có khả năng gây thương tổn, một khi bị đối thủ đoạt mất thì sẽ là một nguy cơ hiểm họa lớn, mà sau này Cổ Bàn cảnh giới tăng cao cho hắn cũng không muộn. 7 ngày sau, Đằng Long Đại Lục phái ra cao thủ đi tới hải vực yêu thú. Sa Khởi rốt cục cũng cảm nhận được đã tới lúc không cần nhẫn nhịn. 7 ngày này hắn đã bị Hồng Quân sai bảo cùng luyện quyền với bọn họ, mỗi lần đều bị Cổ Bàn đánh cho thảm bại. Chống lại Hồng Quân, nhưng với thân thể cứng rắn kia, hắn đành bất đắc dĩ mà nhẫn nhịn. 7 ngày Sa Khởi luôn nghĩ chính là 7 ngày sỉ nhục nhất đời của Sa Khởi. Đằng Long Đại Lục sứ giả cuối cùng cũng đã tới. Sa Khởi lập tức dẫn ba vị sứ giả đi tới nơi bọn Hồng Quân đang ở. Thú vị, còn kiếm người tới xuất thủ sao? Ba vị sứ giả vừa tới, Hồng Quân cũng đã biết được ba người này chính là cao thủ, âm thầm cười nói: Sa các chủ, ba người này là ai vậy? Tới đây bồi tiếp chúng ta luyện quyền hay sao? Hồng Quân cười a a, ngồi ở trên thạch ghế nhìn về phía bốn người đang tới.
Tiểu tử cuồng vọng, không biết sống chết ra sao. Một người mới là Không Minh hậu kỳ, còn một người là Kim Đan trung kỳ, dám tới tinh thần các của chúng ta mà dương oai. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi rồi. Cổ Bao là một đại hán, đang bất mãn nhìn vào mắt Sa Khởi. Hắn nghĩ rằng chỉ bằng hai người này mà cũng kinh động tới tinh thần các tổng bộ. Sa Khởi thật không có cách nào tư cách làm các chủ. Khẩu khí công nhỏ à, không biết xưng hô với mấy vị như thế nào đây? Cổ Bàn khẩu khí học theo Hồng Quân, cao ngạo hỏi những người mới đến này. Sứ giả đại nhân, tiểu tử Bạch Y kia tuyệt đối không phải là Kim Đan kỳ. Vài ngày nay ta đã cùng hắn so chiêu, nhưng mà không có lấy một lần thắng hắn. Sa Khởi nghe ngữ khí của đặc sứ không vui, vội vàng giải thích. Không phải Kim Đan kỳ ư? Như thế nào ta nhìn không ra hắn có khả năng này? Đại hán Cổ Bao nói xong liền phóng tới trước mặt Hồng Quân, sau khi dùng một tay nâng Hồng Quân, ha ha cười to nói, bất quá chỉ có như thế này thôi. Sa Khởi, ngươi chính là đang nói xạo à? Hồng Quân trong mắt khẽ lóe lên, một tiểu trùy thủ nháy mắt xuất hiện trong tay, trực tiếp đâm vào bụng Cổ Bao. Cổ Bao vì khinh thường đối thủ, nhất thời không có muốn giết Hồng Quân, không có nghĩ tới Hồng Quân tốc độ lại nhanh như vậy, nhanh chóng bị đâm trúng bụng, kinh hãi nhìn Hồng Quân từ từ đổ xuống. Nguyên Anh hóa thành chân linh bị hút vào trong phong thần bảng. Cái chỉ thủ này chính là Tần Vũ tặng Tần Sương mừng sinh nhật, cũng là nhị lưu Hồng Mông linh bảo Vô Ảnh Đai. Chỉ thủ bên trên có công năng gia tốc, Cổ Bảo bất quá chỉ là tứ kiếp tán tiên, làm sao có thể chịu được công kích của nhị lưu Hồng Mông linh bảo. Ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy. Hồng Quân nhìn thư thể Cổ Bảo dưới chân lạnh lùng nói. Cổ Bao trong nháy mắt chết trong tay Hồng Quân, làm Sa Khởi cùng với hai vị sứ giả đều mở to mắt, không dám tin nhìn Hồng Quân. Giết chết tứ kiếp tán yêu, Sa Khởi không có tức giận mà là kinh ngạc. Có thể giết chết tứ kiếp tán yêu mà ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn, thực lực này thuộc loại gì đây? Bọn người Sa Khởi không dám vọng động, hoảng sợ nhìn Hồng Quân, lo sợ kẻ tiếp theo sau Cổ Bao có thể chính là mình. Cổ Bàn nhìn về phía Hồng Quân suy tư. Trong tay Hồng Quân không có thứ gì, Vô Ảnh Đao Hồng Quân đã sớm thu vào. Hồng Quân đối với kết quả này rất chi là hài lòng, thu lại vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười hỏi. Các ngươi từ nơi nào tới? Đại nhân, chúng ta chính là từ Đằng Long Đại Lục, tổng bộ của tinh thần khác tới đây. Hai người đồng thời nói, hoàn toàn đã bị Hồng Quân áp chế. Đằng Long Đại Lục ư? Tốt lắm, các ngươi có thể đi được rồi. Tuân lệnh đại nhân. Cổ Bàn đợi ba người đang lóng ngóng rời đi mới quay lại nhìn Hồng Quân cười cười nói. Hồng Quân, ngươi vừa rồi sử dụng là vũ khí gì vậy? Tiểu Bàn à, ta đã nói nhiều lần rồi, ta so với ngươi còn lớn hơn, ngươi nên gọi ta một tiếng Quân ca hoặc là Hồng Quân đại ca cũng được mà. Hồng Quân bất mãn nói, Vô Ảnh Đao lại xuất hiện trong tay. Cái này là món quà sinh nhật của cha ta khi ta tròn 16 tuổi. Nhớ tới cha, Hồng Quân có chút thương cảm. Trong khi linh hồn mình bị phong thần bảng hấp thụ, Hồng Quân cũng cảm nhận được sự quan tâm cùng bi thống của cha hắn. Cha ngươi cuối cùng là ai? Như thế nào chỉ nghe ngươi nói tới nhưng không có kể gì cả? Cổ Bàn cười cười tò mò hỏi. Nhắc tới cha, Hồng Quân không tự chủ được lộ ra vẻ tự hào nói. Cha của ta chính là một anh hùng, như thế nào cũng không tưởng tượng được đâu. Cũng chính là... À mà thôi, quên đi, con nói ngươi cũng không hiểu đâu. Tiểu Ban, có hứng thú không chúng ta tới Đằng Long Đại Lục một chuyến? Ta thì không có vấn đề gì, nếu ngươi muốn đi thì chúng ta cùng đi. Cổ Bàn cười cười. Hồng Quân cũng không muốn nói về cha hắn, Cổ Bàn cũng không có hỏi thêm. Bây giờ chúng ta cùng đi tới Đằng Long Đại Lục. Hồng Quân đứng lên chỉ tay về hướng Đằng Long Đại Lục, sau đó nói, ở giữa Đằng Long Đại Lục và Tiềm Long Đại Lục còn có Bạo Loạn Tinh Hải, cao thủ của Tử Huyền Tinh ở đó chiếm hơn phân nửa. Thế còn một nửa cao thủ kia có đúng hay không ở Vô Tận Hồng Hoang? Tiểu Bàn à, ngươi cũng quá ngu ngốc đi. Đi, chúng ta đi tới Đằng Long Đại Lục. Hồng Quân đi trước bay ra ngoài. Đằng Long Đại Lục bây giờ môn phái tu chân lớn nhất chính là Tử Dương Môn. Ngày hôm nay cũng chính là ngày Tử Dương Môn cứ sau 100 năm mở cửa thu nhận đồ đệ. Trước cửa đã có vô số thanh niên đứng đợi, mà Hồng Quân và Cổ Bàn cũng đang ở trong số đó, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở tận bên ngoài. Vị tiểu ca này, cho ta hỏi một chút được không? Như thế nào mà hôm nay nơi này lại có nhiều người như vậy? Hồng Quân tiện tay giữ lấy một thiếu niên cười cười hỏi. Các ngươi thật sự không biết sao? Vậy các ngươi tới nơi này làm gì?
Người thiếu niên kia liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói tiếp: "Hôm nay chính là ngày Tử Dương Môn mở cửa thu đồ đệ, trăm năm mới có một lần này. Ngươi đừng có giữ ta, ta còn muốn tới phía trước đây, hy vọng có thể lọt vào mắt của Tử Dương Môn thiên nhân thu ta làm đồ đệ." Người thiếu niên mang theo hy vọng đi tới, bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến một vài trận mắng. "Khai Sơn thu đồ đệ ư?" Hồng Quân híp mắt cười cười. Gần tới buổi trưa, cửa Tử Dương Môn mở ra. Tại đại môn liên tục có hơn 10 người tu chân phóng tới, trong đó có không ít người là tán tiên. Tại bên ngoài, trừ Hồng Quân và Cổ Bàn tới đây tham quan ra thì tất cả đều là mong muốn được làm người của môn phái lớn nhất Đằng Long đại lục này. Tử Dương Môn cũng không thể thu toàn bộ số người này được, chỉ có thể những thanh niên có phẩm chất tốt bọn họ mới thu nhận. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đứng lẫn trong đám người tới đây bái sư, cười cười nhìn nghi thức thu nhận đồ đệ của Tử Dương Môn. Tử Dương Môn mỗi lần mở cửa thu đồ đệ, hai bên đều đứng hơn 100 đệ tử. Phương thức thu đồ đệ cũng rất đơn giản. Tử Dương Môn có một loại pháp khí có thể kiểm tra tư chất của người nào tốt. Tử Dương Môn pháp khí thu đồ đệ chính là một kiện tiên khí vòng tròn. Tiên khí này có thể phát ra một loại quang mang đặc thù. Trong lúc quang mang xuất hiện, người nào đứng thẳng được nửa khắc chính là người có tư chất bình thường. Nếu kiên trì được trong một khắc thì là người tư chất tốt. Còn nếu mà kiên trì hơn nửa giờ thì chính là người có tư chất tuyệt đỉnh, thiên tài. Đáng tiếc, ngàn năm trước đây, Tử Dương Môn cũng có được hai người có tư chất thiên tài, nhưng hiện tại toàn bộ đều đã phi thăng tới tiên ma yêu giới. Tử Dương Môn, trưởng môn Lam Tu chân nhân bay tới phía trước, ý muốn mọi người im lặng, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp xuất ra kiện tiên khí kia. Tiên khí bay lên không trung thì biến lớn ra, một cỗ quang mang bạch ngân như hòa phổ xuống mấy vạn người phía dưới. Lúc ban đầu bị quang mang bạch ngân chiếu vào, những thiếu niên này đều cảm giác quanh thân có một cái gì đó, nhưng nói không nên lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, liền có người ngã xuống co quắp trên mặt đất. "Cái gì nói là thần bí chứ, nguyên lai chỉ là kích phát ra tiềm lực bản thân." Hồng Quân phải phải tay cười cười, quang mang bạch ngân công chiếu tới người hắn và Cổ Bàn. Hồng Quân phát hiện ra quang mang này chỉ là một loại quang mang kích phát ra tiềm lực bản thân, tiềm lực càng lớn thời gian kiên trì cũng càng dài. Nếu không sẽ giống như những người thiếu niên kia ngã xuống đất, cũng giống như những người hết thể lực bị té. Nửa thời khắc sau, số người còn có thể đứng cũng không quá hơn 100 người. Tại trước sơn môn, đệ tử Tử Dương Môn đều mỉm cười gật đầu. Lần thu nhận đệ tử này họ rất hài lòng. Một khắc sau còn có 7 người có thể đứng trụ được, trong đó có cả hai người Hồng Quân và Cổ Bàn. Lam Tu chân nhân cũng đã chú ý tới hai người bọn họ, nhưng lại phát hiện ra bọn họ một người đã là kim đan trung kỳ, một người đã đạt tới không minh hậu kỳ. Nghi hoặc nhìn hai người, bình thường có khả năng tu luyện tới kim đan kỳ, toàn bộ đều đã là người có sư môn, sẽ không có ở chỗ này mà bái sư. Có thể là trong khi người khác thu nạp đồ đệ mà sẽ làm loạn. Sự kiện này quả thật rất nghiêm trọng. Sau nửa canh giờ, cũng chỉ còn có Hồng Quân và Cổ Bàn là đứng ở đó. Tử Dương Môn cùng mấy môn phái nhỏ đến đây kiếm đồ đệ cũng đều nhìn tới hai người. Nhưng hai người cứ như vậy đứng tại đó mà không rời đi, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Lam Tu chân nhân là người đầu tiên nhịn không được, sau khi thu lại kiện tiên khí trực tiếp hỏi: "Nhị vị đạo hữu, vì sao đứng ở nơi chúng ta thu nhận đồ đệ vậy?" "Lam lão đầu, ngươi hỏi chúng ta đó ư?" Hồng Quân cười cười chỉ vào Lam Tu chân nhân nói. Lam Tu chân nhân bình thường rất kiêu ngạo, không có nghĩ tới lại bị một tên tiểu bối chỉ mới đạt tới cảnh giới kim đan kỳ ngay trước mặt chúng nhân trực tiếp gọi hắn là Lam lão đầu. Nét mặt lão không khỏi co lại, mà người của Tử Dương Môn cũng đều bay xuống bao vây lấy hai người, căm tức nhìn Hồng Quân. Hồng Quân cũng không thèm để ý tới ánh mắt những người này, quay lại nhìn Lam Tu chân nhân nói thêm: "Lam lão đầu, ngươi đừng có hiểu nhầm, huynh đệ chúng ta cũng chỉ là coi xem các ngươi thu đồ đệ như thế nào mà thôi, không có quấy rầy các ngươi nữa, chúng ta đi trước đây." Hồng Quân nói xong liền mang theo Cổ Bàn định rời đi. "Khoan, các ngươi từ nơi nào tới, là đệ tử của ai?" Lam Tu chân nhân kìm nén giận mà hỏi, liên tục bị tiểu tử kim đan trung kỳ này châm chích, cho dù hàm dưỡng có cao đến mấy cũng khó mà chịu được, huống chi Lam Tu chân nhân hàm dưỡng cũng có hạn. "Chúng ta vô môn vô phái, chỉ là tò mò mà tới đây, bây giờ đã hết tò mò rồi, vì vậy chúng ta sẽ rời đi. Lam lão đầu, ngươi không phải có ý định mời chúng ta ở lại dùng bữa đấy chứ?" Hồng Quân quay lại nhìn Lam Tu chân nhân đang ở trong không trung, sau đó xoay người bỏ đi. "Vũ nhục trưởng môn chúng ta xong, ngươi còn muốn bỏ đi sao?"
Trong Tử Dương Môn lập tức xuất hiện một không minh kỳ tu chân giả, chặn trước mặt Hồng Quân và Cổ Bàn, không để cho bọn họ rời đi. Bên cạnh hắn, người tu chân đều bằng quang đứng một bên, đối với hai tiểu tử có lá gan lớn này vô cùng hứng thú, dám chọc vào Lam tu chân nhân. Lam lão đầu, ngươi định không cho chúng ta đi sao? Hồng Quân cước bộ dừng lại, tiếp tục nhìn Lam tu chân nhân hất hàm hỏi. Vị đạo hữu này, ta là Tử Dương trưởng môn Lam tu chân nhân, không phải là Lam lão đầu. Hai vị đạo hữu có thể rời đi, chúng ta tất nhiên là không có ngăn cản. Huệ Minh, để cho bọn họ rời đi. Lam tu chân nhân phất tay bảo người của Tử Dương môn không nên ngăn cản bọn họ lại, để cho bọn họ rời đi. Nơi này có rất nhiều người, lại còn có người tu chân như hắn, nếu để cho họ thấy đường đường Đằng Long Đại Lục đệ nhất môn phái Tử Dương môn lại làm khó hai kẻ hậu bối, mà trong đó một người mới là Kim Đan trung kỳ, vậy không khác gì đánh vào mặt, tự sỉ nhục Lam tu chân nhân. Mà trong lòng Lam tu chân nhân hoài nghi hai người này là được một người nào đó phái tới đây làm loạn. Mặt ngoài thì thả họ đi, nhưng lại âm thầm phái một người nhị kiếp tán tiên theo dõi bọn họ. Hồng Quân ngồi lên phi kiếm, Cổ Bàn trực tiếp phóng đi, hai người cứ như vậy nghênh ngang rời khỏi Tử Dương môn. Tử Dương môn cũng tuyển chọn được hơn 100 đệ tử đạt yêu cầu mang về môn phái. Những người tu chân khác cũng từ những thiếu niên còn lại mà chọn lựa đệ tử của mình. Phong Ba cũng vì vậy mà qua đi. Theo dõi hai người là tán tiên Phong Dương Tử vẫn đi theo ở phía xa. Hồng Quân cùng Cổ Bàn cứ như vậy mà đi, chưa từng dừng lại. Du ngoạn khắp nơi, thật sự là bộ dạng đi du ngoạn. Theo dõi 5 ngày, Phong Dương Tử thật sự không còn nhẫn lại được nữa. Sau khi đưa tin cho Lam tu chân nhân, Lam tu chân nhân đồng ý cho hắn thẳng tay bắt hai người tra hỏi. Nhận được lệnh, Phong Dương Tử trực tiếp thuấn di tới trước mặt hai người. Vị đạo hữu này, vì sao ngăn cản chúng ta lại? Cổ Bàn liền hỏi. Phong Dương Tử theo dõi mấy ngày qua đã sớm nộ hỏa đầy bụng, nhìn chăm chăm Cổ Bàn tức giận nói. Nói, các ngươi cuối cùng là ai? Tại sao tới Tử Dương môn chúng ta sinh sự? Phong Dương Tử cực kỳ tức giận, nhìn về phía Cổ Bàn quát hỏi. Đối với Hồng Quân, hắn không để trong mắt. Đạo hữu hiểu nhầm rồi. Chúng ta không phải đã sớm giải thích rồi sao? Chúng ta chỉ là đi du ngoạn qua, thật sự không có ý gì cả. Cổ Bàn vẻ mặt kinh ngạc. Đối với thái độ của Phong Dương Tử, hắn cũng không thèm để ý. Hồng Quân cũng không có nói gì, lúc này cũng là một dịp để Cổ Bàn học hỏi. Ngươi là cố tình không chịu khai phải không? Phong Dương Tử sắc mặt nộ ra sát khí, cực phẩm linh khí cũng đã xuất ra, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Cổ Bàn. Đạo hữu, ngươi như vậy là có ý gì? Phong Dương Tử chĩa mũi kiếm về phía hắn, Cổ Bàn sắc mặt lập tức thay đổi. Trong phút chốc, hắn nhớ lại chuyện cũ khi còn ở địa cầu. Chính là tại thời kỳ văn minh trên địa cầu, khi đó Cổ Bàn còn chưa tu luyện đạo, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng như thế này bị người ta chĩa súng vào đầu bắt hắn đi. Khi hắn tu đạo trở về, địa cầu thời kỳ văn minh đã tan biến, người kia rốt cuộc cũng không còn sống. Hồng Quân rất nhanh để ý tới biến hóa của Cổ Bàn. Cổ Bàn hai nắm đấm nắm chặt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, quanh thân phát ra một cỗ tử quang nhẹ nhẹ. Không nói, ta sẽ giết các ngươi, sau đó tới tên tiểu tử Kim Đan kỳ kia. Phong Dương Tử nhìn Cổ Bàn dám chừng chừng mắt với hắn, trong lòng càng tức giận hơn, kiếm tiên trực tiếp đâm về phía trước. Người mà dám khinh thường Tử Dương môn, khinh thường Phong Dương Tử hắn, tất sẽ phải chết. Để ta xem ngươi xuất phi kiếm sẽ như thế nào. Hồng Quân vẻ mặt sau khi kích động đã tĩnh lặng lại, bất quá ánh mắt càng thêm hung hiểm hơn. Phong Dương Tử khinh thường mắt nhìn Cổ Bàn, phi kiếm trực tiếp phóng về phía trước, hàn quang nhằm hướng cổ của Cổ Bàn bay đi. Phong Dương Tử rất tự tin, đối phó với một không minh hậu kỳ tu chân giả, hắn rất chi nắm chắc. Phong Dương Tử phi kiếm xuất động, cùng lúc đó Cổ Bàn cũng hành động. Cổ Bàn động tác rất nhanh, hàn quang phi kiếm xuyên qua tàn ảnh Cổ Bàn lưu lại. Phong Dương Tử đột nhiên xoay người lại, phi kiếm lại đâm ra. Phong Dương Tử xuất kiếm rất chuẩn xác, Cổ Bàn lúc này chính là đang ở phía sau hắn. Hồng Quân tự giác thối lui, mỉm cười nhìn hai người đánh nhau. Hồng Quân hiểu rõ thực lực của Cổ Bàn, chỉ là nhị kiếp tán tiên Cổ Bàn thừa khả năng đối phó, huống chi Cổ Bàn còn được chính mình tặng hắn một kiện thượng phẩm kiếm tiên. Cổ Bàn trên tay đột nhiên xuất hiện khai thiên phủ, phi kiếm đánh thẳng vào khai thiên phủ, hàn quang giao nhau. Khai thiên phủ va chạm với phi kiếm gây ra chấn động mạnh. Cổ Bàn cùng Phong Dương Tử đều lùi lại một bước. Cực phẩm tiên khí ư? Phong Dương Tử có chút kinh ngạc,
Tại Đằng Long Đại Lục, một kiện cực phẩm linh khí cũng rất là khó kiếm. Còn về tiên khí thì đến các trưởng môn cùng các vị trưởng lão cũng rất nhiều môn phái nhỏ, một kiện tiên khí cũng không có. Cho dù là cực phẩm linh khí, ta vẫn có thể giết ngươi. Phong Dương Tử tức giận quát to, lại lao mình về phía trước, trợ giúp phi kiếm thêm phần linh hoạt, cùng Cổ Bàn khai triển cận chiến. Khai Thiên Phủ không có linh hoạt bằng phi kiếm, Cổ Bàn chỉ đành né tránh, thỉnh thoảng mới dùng Khai Thiên Phủ ngạnh tiếp. Cổ Bàn thực lực tuy mới chỉ là không minh hậu kỳ, nhưng lại có thể so với tứ cấp thiên tiên, thực lực cũng tương tự như thất cấp tán tiên. Phong Dương Tử không biết thực lực chân chính của Cổ Bàn, đánh lâu như vậy vẫn không giết được một không minh hậu kỳ tu chân giả, đã sớm làm hắn giận tới bốc khói. Trên tay phi kiếm công kích càng ngày càng mạnh hơn. Tiểu Bàn, ngươi không có ăn cơm sao? Nhanh lên một chút giải quyết hắn đi, chúng ta còn đi tới bạo loạn tinh hải nữa. Cổ Bàn là đang thử chiêu, Hồng Quân đã sớm nhìn ra, liền mở miệng nhắc nhở. Cổ Bàn lúc này chính là đang thể hiện thân pháp đặc thù của công pháp Tử Hồng Tuyệt, cùng Phong Dương Tử du đấu, thủ nhiều mà công ít. Phong Dương Tử một mặt mở rộng phạm vi công kích, và lần phi kiếm còn thiếu chút nữa là chạm được đến thân thể Cổ Bàn. Đánh hoài không thắng, Phong Dương Tử trong lòng càng thêm giận dữ. Nếu như chuyển tới Tử Dương Môn, việc đánh mãi không chạm vào được một tiểu tử không minh hậu kỳ, nhất định sẽ bị sư huynh đệ cười nhạo. Tử Dương Vạn Kiếm Quyết. Phong Dương Tử rốt cuộc cũng xuất ra sát chiêu. Tử Dương Vạn Kiếm Quyết chính là một loại kiếm quyết tương đối cao thâm của Tử Dương Môn, chỉ có tán tiên mới có thể học và sử dụng được. Tiên nguyên lực khống chế phi kiếm có thể làm cho phi kiếm trong nháy mắt biến thành 2, 2 biến thành 4, 4 biến thành 8. Với công lực hiện tại của Phong Dương Tử, cố gắng thì có thể xuất ra được 64 thanh phi kiếm. Phi kiếm biến ảo so với bản thể của phi kiếm tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể so với thượng phẩm linh khí. Một chiêu này nếu là Lam Tu chân nhân sử dụng, có thể huyễn hóa ra trên 10000 thanh phi kiếm, đúng là một khung cảnh vạn kiếm tề phi. 64 thanh phi kiếm từ mọi phương hướng tấn công Cổ Bàn, Cổ Bàn cũng không có nhìn ra đâu là bản thể của phi kiếm. 64 thanh phi kiếm tới người, áp lực đối với Cổ Bàn gia tăng thêm một chút. Vạn Kiếm Quyết tiêu hao rất nhiều tiên nguyên lực, thế nhưng Phong Dương Tử cũng không lo lắng. Sau khi giết Cổ Bàn, còn lại một chút tiên nguyên lực cũng đủ để thu thập tiểu tử kim đan trung kỳ kia. 64 thanh phi kiếm, Khai Thiên Phủ cũng ngăn chặn không hết. Nhìn Phong Dương Tử quá mức bức người, Cổ Bàn trong lòng cũng rất chi là bất mãn. Phi kiếm biến ảo trong khi đang bay tới người Cổ Bàn, Cổ Bàn trong tay đột nhiên xuất ra thượng phẩm kiếm tiên mà Hồng Quân tặng hắn. Kiếm tiên bay vòng quanh thân, 64 thanh phi kiếm trong nháy mắt đều biến mất. Cực phẩm phi kiếm của Phong Dương Tử cũng bị cắt làm hai đoạn, từ từ rơi xuống đất. Tiên khí ư? Phong Dương Tử ánh mắt cũng không tồi, liếc mắt một cái đã nhận ra kiếm trong tay Cổ Bàn chính là tiên khí. Người như thế nào lại có tiên khí? Phong Dương Tử kinh dị nhìn Cổ Bàn. Cổ Bàn có tiên khí, như vậy hôm nay muốn giết hắn tất nhiên không phải dễ dàng. Huống chi cực phẩm linh khí của mình cũng đã bị hủy. Ta có tiên khí, hình như cũng không phải báo cáo lại với ngươi. Cổ Bàn ngữ khí rất bình tĩnh, không một chút nào giống với người vừa hủy đi linh khí. Có tiên khí, ngươi cũng phải chết thôi. Phong Dương Tử thèm muốn nhìn kiếm tiên trên tay Cổ Bàn. Phong Dương Tử đã đưa tin bọn họ có tiên khí truyền về môn phái, không bao lâu nữa sẽ có cao thủ tới trợ giúp hắn. Đến lúc đó không chỉ hai người bọn họ đều phải chết, mà tiên khí cũng sẽ bị Tử Dương Môn thu lấy. Đạo hữu, hay là để chúng ta đi đi. Cổ Bàn cười nhẹ, thu hồi kiếm tiên nhằm hướng Hồng Quân bay đến. Tiểu Bàn à, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta đi sao? Hồng Quân lắc đầu nhìn về phía Cổ Bàn nói, ngươi đã lâu không tiến vào thế tục, sớm đã không hiểu lòng người hiểm ác như thế nào rồi. Ngươi xuất ra tiên khí, bọn họ sẽ không có buông tha chúng ta đâu. Hồng Quân nói không sai. Tử Dương Môn nhận được tin tức của Phong Dương Tử gửi về, lập tức phái hai người lục kiếp tán tiên thuấn di tới. Hồng Quân vừa dứt lời, cũng đồng lúc hai tán tiên kia cũng tới gần chỗ Phong Dương Tử. Bái kiến Dương Thiên Sư Thúc, Dương Nhật Sư Thúc. Phong Dương Tử cung kính hành lễ với hai người. Phong Dương, người nói bọn chúng có tiên khí ư? Dương Thiên cao mày nhìn xuống Hồng Quân và Cổ Bàn. Hai người này cảnh giới kém cỏi, nói có tiên khí cũng không thể hoàn toàn tin được. Đúng vậy, sư thúc, cực phẩm linh khí của ta cũng chính là bị hủy trong tay bọn chúng, mời ngài xem. Phong Dương Tử đem hai nửa phi kiếm cho Dương Thiên, đây là chứng cứ tốt nhất chứng minh bọn họ có tiên khí.
Hai tên tiểu tử cuồng vọng các ngươi, lúc trước nhục mạ Tử Dương môn chúng ta, sau lại hủy đi linh khí của sư điệt ta, hôm nay đừng mơ tưởng thoát khỏi nơi này. Dương Thiên cũng có một kiện tiên khí, chính là hạ phẩm phi kiếm. Trong những lục kiếp tán tiên tại Tử Dương môn, chỉ có Dương Thiên bởi vì lập được đại công mà được tặng kiện tiên khí. Dương Thiên lời còn chưa dứt, kiếm tiên đã trực tiếp bay về phía đan điền cổ bàn. Cũng giống như Dương Phong Tử, Hồng Quân trong mắt bọn họ không có tồn tại, chỉ cần giải quyết được cổ bàn thì cũng như là đã giải quyết được hai người. Bí ối! Dương Thiên đánh lén, kiếm tiên tốc độ lại rất nhanh, cổ bàn miễn cưỡng né tránh, kiếm tiên xẹt qua quần áo cổ bàn, rồi lại từ phía sau bay tới. Kiếm tiên của cổ bàn một lần nữa lại xuất hiện trong tay, quay lại nhìn phi kiếm đang phi tới, mạnh mẽ bổ vào. Dương Thiên với hạ phẩm kiếm tiên nhất thời bị một bổ vào tiểu khẩu, hốt hoảng bay trở về. Tiểu bàn, bây giờ bọn họ sẽ không có buông tha chúng ta đâu, ngươi không giết bọn hắn sẽ giết chúng ta. Hồng Quân đối với cổ bàn tuyệt đối tin tưởng, sở hữu thượng phẩm tiên khí, đối với hai người lục kiếp tán tiên vẫn có khả năng đối phó. Mà hành động của Hồng Quân cũng làm cho bọn Dương Thiên chấn động. Tiểu tử kim đan trung kỳ này ngồi tại chỗ này mà tu luyện. Cổ bàn trong nội tâm quả thật không muốn giết người, chỉ là bọn Dương Thiên không có ý định buông tha hắn. Dương Thiên kiếm tiên bị cổ bàn làm tổn thương, cũng xác định trong tay cổ bàn chính là tiên khí. Hơn nữa tuyệt đối là kiện trung phẩm tiên khí, thậm chí có thể là thượng phẩm tiên khí. Nghĩ đến thượng phẩm tiên khí, Dương Thiên đánh mắt càng thêm thèm khát. Lấy được kiện thượng phẩm tiên khí này cho Tử Dương môn, trưởng môn chí ít cũng sẽ thưởng cho hắn một kiện trung phẩm tiên khí. Các ngươi thật sự muốn giết ta sao? Cổ bàn cầm trong tay kiếm tiên, bình tĩnh nhìn ba địch nhân phía trước. Tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết sao? Dương Nhật cười he he, lúc này mới lên tiếng, nhìn về phía cổ bàn xuất 10 đạo quyền phong. Dương Thiên cùng Dương Nhật vừa xông lên đã nhằm ngay đan điền của bàn công tới. Bang! Dương Thiên công kích mặt trước chỉ là một hư chiêu, cổ bàn khẽ đỡ thì Dương Thiên đã biến chiêu xuất một quyền vào giữa ngực cổ bàn. Trong khi cổ bàn té người trên đất, linh khí của Dương Nhật cũng xẹt qua eo cổ bàn, tạo thành vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Cổ bàn trọng thương rơi trên mặt đất, ba người liên thủ cũng đồng thời hướng tới mặt đất, xuất hai thanh phi kiếm bay tới. Vài đạo quyền phong tất cả đều công vào đan điền cổ bàn. Dương Thiên ngoài miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không minh hậu kỳ, cho dù có thượng phẩm tiên khí chống lại sự liên thủ của ba tán tiên cũng phải chết không có nghi ngờ. Đột nhiên trong không trung xuất hiện điệu cười khúc khích. Cổ bàn tự nhiên biến mất trước mặt ba người, rồi xuất hiện đột ngột sau lưng Phong Dương Tử. Thượng phẩm tiên khí đâm vào đan điền Phong Dương Tử, nguyên anh đồng thời nổ tung. Phong Dương Tử không cam lòng, xoay người mắt nhìn cổ bàn, từ từ ngã xuống. Thuấn di ư? Người như thế nào có thể thuấn di? Dương Thiên kinh ngạc kêu to. Biểu hiện của cổ bàn bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không minh hậu kỳ cũng có thể thuấn di, lại ngay trước mắt bọn họ từ dưới đất giết chết nhị kiếp tán tiên Phong Dương Tử. Vết thương bên hông cổ bàn đã ngừng chảy máu, trên mặt vẫn bình tĩnh, lại lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu quân nói không sai, ta nếu không giết các ngươi sẽ giết ta. Không sợ các ngươi vừa rồi đưa tin, kêu càng nhiều người tới, càng tốt à. Dương Thiên cùng Dương Nhật khẽ rùng mình. Vừa rồi bọn họ quả thật, trong lúc Phong Dương Tử chết đi, đã chuyển tin về môn phái. Cổ bàn có thể thuấn di, vượt qua sở liệu của bọn họ. Sợ rằng nhìn bề ngoài là không minh hậu kỳ, nhưng thật ra không đơn giản như vậy. Đúng như vậy, ngươi nghĩ các ngươi hôm nay có thể an toàn rời đi được sao? Dương Thiên ngưng tụ công lực, nhìn cổ bàn đề phòng. Một lúc nữa sẽ có cao thủ trong môn phái tới, đến lúc đó cổ bàn công lực có cao tới đâu cũng nhất định không thể trốn thoát. Thật không? Cổ bàn khẽ lộ ra nụ cười. Không tốt rồi. Dương Thiên cảm thấy một trận bất ổn. Cổ bàn tốc độ so với sự tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều lần. Tàn ảnh vẫn còn ở chỗ cũ, người đã đến bên cạnh hắn. Dương Thiên chỉ có thể theo bản năng giơ kiếm tiên lên ngăn cản. Bang! Kiếm tiên của Dương Thiên trực tiếp bị cắt làm hai. Cổ bàn cầm kiếm tiên bổ thẳng xuống đầu Dương Thiên. Dương Thiên thân thể nhất thời chia làm hai nửa. Nguyên Anh cuống quýt bay đến bên cạnh Dương Nhật, hoảng sợ nhìn cổ bàn. Dương Thiên! Lam Phong chân nhân cũng vừa thuấn di tới, vừa kịp nhìn thân thể Dương Thiên bị cắt đứt. Nguyên Anh trốn tới. Lại tới thêm một người nữa. Hồng Quân thân thể khẽ đứng lên, bay đến bên cạnh cổ bàn, nhìn cổ bàn mỉm cười. Sư tôn! Dương Thiên nhìn thấy Lam Phong chân nhân, Nguyên Anh nhất thời bay đến trước người Lam Phong, nhẹ nhàng khóc.
Dương Thiên chính là một đệ tử đắc ý của Lam Phong chân nhân, vốn định đối phó với một không minh hậu kỳ tu chân giả, chỉ cần Dương Nhật, Dương Thiên đi là đủ rồi. Không có nghĩ tới, đầu tiên là Phong Dương Tử bị giết, sau đó Dương Thiên lại bị hủy đi thân thể. Mặc kệ các ngươi là đệ tử của môn phái nào, ta đều muốn tiêu diệt các ngươi trả thù. Lam Phong chân nhân trong lòng bi thống thu lại nguyên anh của Dương Thiên, tức giận nhìn về phía cổ bàn nói: chúng ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ đứng yên để bọn chúng tới giết ta? Buồn cười thật. Hồng Quân thanh âm lạnh như băng truyền tới. Dương Nhật lúc này mới phát hiện vừa rồi tiểu tử này còn là kim đan trung kỳ, mà giờ này đã là kim đan hậu kỳ. Hồng Quân một lần nữa sau khi tu luyện, tốc độ đột phá cảnh giới cũng tăng theo. Nếu không phải nhiều ngày trước đi náo động khắp nơi thì đã sớm đạt tới kim đan hậu kỳ. Mới vừa rồi đây, tại đây tu luyện một hồi đã trực tiếp đột phá. Đây cũng là mong mỏi ngoài ý muốn. Tiểu Ban, người mới tới này có chút lợi hại a, người nhớ phải cẩn thận. Hồng Quân tuy không thể đoán ra được cảnh giới của Lam Phong chân nhân, nhưng thông qua biểu hiện vừa rồi, Lam Phong chân nhân có thể coi là đại cao thủ của Tử Dương môn. Ta hiểu rồi, Tiểu Quân, người cũng phải cẩn thận. Người yên tâm, những người này không có khả năng làm ta bị thương đâu. Chết đến nơi rồi mà còn dám to miệng nói khoác ư? Chung quanh không có người lạ, Lam Phong chân nhân cũng không cần bận tâm tới thân phận, quyết định tự mình ra tay đối phó cổ bàn. Lam Phong chân nhân là thập kiếp tán tiên, chính là sư đệ của trưởng môn nhân Lam Tu chân nhân, tại Đằng Long đại lục cũng là đứng trên mọi người. Lam Phong chân nhân vừa ra tay, áp lực đối với cổ bàn cũng gia tăng nhiều lần. Đột nhiên trên người xuất hiện một bộ trung phẩm tiên giáp mà chính Hồng Quân cho, phối hợp với thượng phẩm kiếm tiên, tuy ở thế hạ phong nhưng tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Hồng Quân đang mỉm cười cũng phải ngừng thần biến sắc. Cổ bàn so với Lam Phong chân nhân chênh lệch quá lớn, được tiên khí phụ trợ có thể cầm cự một hồi, nhưng nếu thời gian lâu quá chỉ sợ là sẽ bại. Không gian chung quanh tất cả đều bị Lam Phong chân nhân làm hỗn loạn, phòng ngừa cổ bàn thuấn di đào tẩu. Dương Nhật cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp nhằm hướng Hồng Quân bay tới. Dương Nhật tốc độ rất nhanh, Hồng Quân căn bản là chưa kịp phản ứng, đầu đã bị Dương Nhật nắm được. Dương Nhật phong bế công lực của Hồng Quân, sau đó đem hắn qua một bên, tiếp tục theo dõi Lam Phong chân nhân cùng cổ bàn chiến đấu. Hồng Quân trong mắt quang mang chợt lóe lên, trường đao màu vàng đột nhiên xuất hiện nơi tay, kim đao bay khỏi tay, trong nháy mắt tiến tới phía trước mặt của Dương Nhật. Đột nhiên tiếng cười khúc khích lại vang lên. Dương Nhật kinh ngạc chằm chằm nhìn kim đao cắt đứt linh khí trong tay xuyên qua thân thể hắn. Dương Nhật đến chết vẫn không hiểu được Hồng Quân như thế nào thoát khỏi sự phong bế của mình, mà kim đao này là cái gì. Cực phẩm linh khí của mình trước mặt thanh đao kia giống như miếng đậu hũ nhẹ nhàng bị cắt vỡ. Dương Nhật chết nguyên nhân lớn nhất chính là có ý nghĩ khinh địch. Kiện kim đao kia chính là Hồng Quân tự mình luyện chế, là một kiện thần khí, thượng phẩm thần khí. Dương Nhật nếu không phải quá coi thường Hồng Quân cũng sẽ không chết trong tay Hồng Quân. Thần khí kim đao cho dù hắn thân là tán tiên cũng không chịu được. Dương Nhật sau khi Nguyên Anh hóa thành chân linh lập tức bị Phong Thần Bảng hấp thu. Bây giờ Phong Thần Bảng có tất cả ba chân linh đang tĩnh lặng mà lưu lại nơi này. Hồng Quân trước tiên giải quyết gọn gàng Dương Nhật, cố ý để cho Lam Phong chân nhân giật mình. Bây giờ Lam Phong chân nhân tuyệt đối không tin cảnh giới của hai người. Hai người các ngươi ngụy trang rất là cao minh. Kim đan kỳ ư, không minh kỳ ư, ngụy trang cũng vô cùng giống à. Các ngươi cuối cùng là ai? Vì sao cùng Tử Dương môn chúng ta gây khó khăn? Lam Phong chân nhân ngoài miệng nói, trong một lần công kích ngăn trở cổ bàn, nhanh chóng lùi lại về phía sau vài bước, sau đó thuấn di biến mất. Hồng Quân có thể dễ dàng giết chết Dương Nhật, đối với Lam Phong chân nhân mà nói vô cùng kinh hãi. Hơn nữa trên tay Hồng Quân lại có kim đao thần bí kia, cũng làm cho Lam Phong chân nhân không gió mà lạnh. Một mình cổ bàn đã khó thu thập, nếu như hai người liên thủ, Lam Phong chân nhân cũng không dám chắc thủ thắng. Đương nhiên cách tốt nhất lúc này là quay lại môn phái cùng mọi người thương nghị về đại địch này, để xem đến cuối cùng là ai muốn gây bất lợi cho Tử Dương môn, chính là môn phái nào đã phái ra hai đại cao thủ như vậy. Kỳ thật Lam Phong chân nhân cũng tự biết hắn sợ chính là bả đao trên tay Hồng Quân. Nếu Hồng Quân có tu vi giống như cổ bàn, Lam Phong chân nhân nhất định giống như Dương Nhật mà chết đi. Hồng Quân cũng không có nghĩ tới một đao này đã làm cho Lam Phong chân nhân chạy tháo cờ. Vừa rồi nếu không phải Hồng Quân đánh lén cùng với ý nghĩ khinh địch của Dương Nhật, Hồng Quân muốn giết chết Dương Nhật cũng là việc tương đối khó khăn. Tiểu Ban, chúng ta đi mau, một khi cao thủ của bọn họ mà tới, sợ là chúng ta muốn chạy cũng không chạy được à. Lam Phong chân nhân đào tẩu,
Hồng Quân thở một hơi dài, kéo theo cổ bàn bỏ chạy. Từ Dương Môn, toàn bộ môn phái đều được điều động khẩn cấp, như là lâm vào đại địch. Lam Tu chân nhân cùng mấy người sư huynh đệ đang thương nghị về Hồng Quân và cổ bàn, và còn về việc không biết môn phái nào có cảnh giới cao nhất. Sau vài ngày thương nghị, cuối cùng mọi người nhất trí hoài nghi chính là người tu ma bên kia phái người tới. Kim đao trong tay Hồng Quân cũng bị bọn họ cho là một kiện cực phẩm ma khí. Thời gian mấy ngày này trôi qua, Hồng Quân và cổ bàn rốt cục cũng chạy vào tới bạo loạn tinh hải. Không chạy nữa, không chạy nữa, ở lại đây nghỉ ngơi cái đã nào. Tiểu Ban, ta có thể phải bế quan, tu vi bây giờ quá thấp đi, đối phó với người tu chân bình thường còn được, đối phó với cao thủ mà không có đánh lén, căn bản là không có biện pháp à. Tại bên bờ bạo loạn tinh hải, bọn người Hồng Quân dừng lại tại một tiểu đảo vô danh. Hồng Quân rốt cục cũng đã hạ quyết tâm bế quan tu luyện. Người bế quan, ta cũng bế quan, ta hình như ngộ ra được chút gì đó, có thể bế quan thăm ngộ một chút đã. Cổ bàn tán thành đề nghị bế quan của Hồng Quân. Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đạo tràng, cổ bàn cùng Hồng Quân mỗi người chiếm một tầng, muốn ở chỗ này an tâm mà bế quan tu luyện. Hồng Quân đạo, Hồng Quân lúc này còn chưa có đạt tới tầng thứ nhất, phải đến khi Hồng Quân vật chất phát triển tới một số lượng nhất định mới có thể chính thức tiến vào Hồng Quân đạo tầng thứ nhất. Kim đan màu nâu mờ ảo hấp thụ linh khí tại Hồng Quân đạo tràng không ngừng lớn lên, 3 năm sau rốt cục cũng biến thành nguyên anh. 7 năm sau đó, cổ bàn lại tiếp tục tu luyện. Hồng Quân không chịu được rời khỏi Hồng Quân hành phủ. Còn 3 ngày nữa lục cửu thiên kiếp sẽ xuất hiện. Thời gian 10 năm, Hồng Quân gần như vượt qua kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, chỉ chờ đợi lục cửu thiên kiếp. Hồng Quân trực tiếp tại tiểu đảo độ kiếp. Lục cửu thiên kiếp đối với Hồng Quân mà nói không có gì đáng lo lắng. Thân thể có sức mạnh của trung phẩm thần nhân, cho dù cửu thiên kiếp cũng không có làm thương tổn tới hắn. Lục đạo thiên kiếp trôi qua, Hồng Quân chỉ có thay một bộ quần áo trở về tiếp tục tu luyện. Thời gian cứ vậy trôi qua, 30 năm sau, lần này thành quả nhiều nhất chính là cổ bàn. Hồng Quân nói quả không sai, xuất thế tu luyện quả thật đối với tâm cảnh chính là một loại trợ giúp phi thường lớn. 40 năm, cổ bàn thành công tiến vào từ Hồng Tuyệt tầng thứ 4, cảnh giới cũng tới độ kiếp kỳ. Cổ bàn bây giờ không hề nghĩ giống như trước kia, chỉ biết là thích hợp nhất trong khi khổ tu là thỉnh thoảng đi du ngoạn một chút. Cổ bàn đạt đến độ kiếp kỳ, thực lực cũng tăng lên một tầng. Bây giờ, nếu chiến đấu với Lam Phong chân nhân, cổ bàn một mình cũng đủ tự tin đối phó với hắn. Trong khi đạt đến Không Minh hậu kỳ, thực lực cổ bàn đã gần tương đương với Thất Kiếp tán tiên. Độ kiếp tiền kỳ, thực lực cổ bàn đã so sánh được với Thất Kiếp thiên tiên, hay cũng tương đương với Thập Kiếp tán tiên. Cũng trong 40 năm này, Hồng Quân vượt qua Đồng Hư kỳ, đạt tới Không Minh trung kỳ. Cổ bàn vừa mới ra khỏi Hồng Quân đạo tràng, Hồng Quân đã phát hiện ra, cũng đi theo ra ngoài. Tiểu Ban, chúc mừng ngươi, tu vi đã tăng tiến. Hồng Quân nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cổ bàn, hai người cầm hai cái chén bạc trong tay, lấy ra bình rượu tại địa cầu, rót vào hai chén, Hồng Quân tự mình uống trước một chén. Tiểu Quân, ngươi nếu so với ta còn nhanh hơn à, ngươi nói quả không sai, xem ra trước kia ta đã sai rồi, lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhớ lại thời gian ngày xưa, cổ bàn có chút cảm khái, ngàn ngàn năm thời gian đều bế quan tu luyện. Kỳ thật cũng không phải à, ngươi ngàn ngàn năm tu luyện cho ngươi tâm cảnh thành một cái trụ cột rồi, sau này ngươi sẽ biết cái trụ cột này đối với ngươi có rất nhiều lợi ích à. Cổ bàn cầm lấy chén rượu trên tay một ngụm uống hết, sau đó rót thêm một chén hỏi. Tiểu Quân, ta phát hiện ngươi hình như cái gì cũng biết à, vũ khí cao cấp cũng rất nhiều, thân phận của ngươi là cái gì vậy? Sau này ngươi sẽ biết thôi, bây giờ còn chưa phải cơ hội để nói. Thôi được rồi, chúng ta đi xem bạo loạn tinh hải này xem, coi xem có bao nhiêu bạo loạn à. Hồng Quân ha ha mở nụ cười, mang theo cổ bàn rời khỏi Hồng Quân hành phủ. Đằng Long đại lục Tử Dương Môn lần trước đã mất đi hai người, thân phận của hai con người kia, đừng nói là Tử Dương Môn, cả Tử Huyền Tinh bây giờ đều đang rất khẩn trương. Tử Dương Môn, Âm Ma Cung, Tinh Thần Các, ba môn phái lớn nhất Đằng Long đại lục là đại biểu cho tu tiên, tu ma cùng các môn phái tu yêu. Bạo loạn tinh hải là bằng ma đảo, vô tận hồng hoang chính là trung tâm của Long đảo. Tất cả các thế lực đều đang toàn lực bay tới đây, mà toàn bộ đều là vì một phần tàng bảo đồ xuất hiện. Một phần ngàn năm trước Tần gia danh chấn cả Tử Huyền Tinh đã lưu lại một bảo tàng. Ngàn ngàn năm trước tại đại lục nổi danh nhất chính là Tần gia, tại Tử Huyền Tinh thần bí biến mất. Truyền thuyết Tần gia là được thiên tài Tần Vũ đem toàn bộ Tần gia đi trong vội vàng tới tiên giới, mà tại Tử Huyền Tinh này cũng để lại một đường lui,
đó chính là một chút tiên khí, còn có một bộ sáo là cực phẩm tiên khí, thậm chí còn có một thần khí đều để lại từ huyền tinh. Những đồ vật này đều được cất giấu ở từ huyền tinh tại một nơi bí mật sau ngàn ngàn năm. Tần gia không một đệ tử nào trở về, như vậy cái sáo cực phẩm tiên khí còn có thêm một ít tiên khí, còn có một kiện phẩm thần khí cứ như vậy ẩn giấu ở đại lục con người. Cách đây ngàn ngàn năm, một vị thượng tiên Tống Vương Triều trong lúc vô tình đã phát hiện được phần tàng bảo đồ này. Lúc đầu cũng không có ai coi trọng, chỉ khi hắn trở lại sư môn, bảo đồ mới được chứng thực mà hắn cũng được sư môn trọng thị. Rốt cục phát hiện ra đây là tàng bảo đồ Tần gia lưu lại. Tin tức bị bại lộ, môn phái này ngay lập tức bị diệt môn, phần bảo đồ này cũng không biết thất lạc trong tay ai. Tần Vũ ngàn ngàn năm trước tại nghịch cương cảnh đã thu được cực phẩm tiên khí cùng thần khí, sự việc này cả từ huyền tinh tu chân môn phái đều biết. Bằng ma đảo đảo chủ cùng với vô tận hồng hoang yêu thú giả từng bởi vì muốn cướp cực phẩm linh khí mà bị người thần bí bắt đi, cho đến nay hạ lạc ở đâu cũng không rõ. Đây đều là tin tức công khai của người tu chân tại từ huyền tinh. Đồn đại này nói không có sai, bất quá không có biết Tần gia là được Tần Vũ đưa tới tiên giới, sau đó lại trực tiếp tới Tân Vũ trụ. Lúc trước Tần Vũ chiêu thân thất bại, trực tiếp mang đi thần giới công chúa Phiêu Tuyết Thành Khương Lập, lại bị 6 vị thánh hoàng đuổi giết. Lo lắng Tần gia tại nhân gian giới, vì vậy đã thu toàn bộ vội vàng đưa họ tới tiên giới. Mà Tần gia lưu lại chính là bộ sáo cực phẩm tiên khí, chính là bị Tần gia để lại đại lục của con người. Thần khí tuy không có, nhưng lưu lại vũ khí không thể so sánh với thần khí bình thường, chính là kiếm tiên khôi lỗi. Tần gia bảo tàng, tàng bảo đồ một khi xuất hiện sẽ làm lên một trận máu chảy đầu rơi. Người thứ nhất giữ được tàng bảo đồ 20 năm trước đã bị diệt môn, sau đó là các tông phái cùng nhau nghiên cứu. Thiên kiếm môn trong đó cũng bị diệt môn theo. Đằng Long Đại Lục, Vô Tận Hồng Hoang, Bạo Loạn Tinh Hải, Long Đảo, cuối cùng là một ma đầu Phương Đông Vân xuất hiện tại tông phái bị diệt môn kia. Chính vì vậy mà cả thế giới tu chân đều đang tìm kiếm Phương Đông Vân, nhưng hắn lại mất tích một cách thần bí. Vô Tận Hồng Hoang cũng chính là nơi mà yêu thú Đại Lượng, người bảo vệ cho Tần gia từng sinh sống. Viêm Kinh Thành ngàn ngàn năm trước là nơi mà một thời huy hoàng của Tần thị nhất tộc. Mấy năm nay trong thành dân số đã tăng thêm rất nhanh, hơn nữa đại bộ phận đều là người di cư tới. Trong những người dân này, hơn một nửa đều là yêu thú của Vô Tận Hồng Hoang biến hóa mà ra. Trong đó có cả yêu thú trưởng khống giả Bạch Hổ cũng đã âm thầm đi tới đây. Bằng ma đảo đảo chủ, Long tộc tộc trưởng, ba môn phái lớn nhất Đằng Long Đại Lục cũng đã tới Viêm Kinh Thành này. Chỉ cần Phương Vân Đông mà xuất hiện, tất nhiên sẽ không thoát khỏi sự giám thị gắt gao của những người này. Những người dân bình thường này đều không biết, những người mới tới trong kinh thành nếu so sánh với thượng tiên trong truyền thuyết của họ thì còn lợi hại hơn, cuộc sống vẫn như bình thường mà trôi qua. Sự kiện lần này chính là sự xuất hiện của tán tu Phương Đông Vân. Trước thì tu tiên, sau nhập ma đạo, vô luận là người tu tiên hay tu ma đều không có hảo cảm với hắn. Bất quá Phương Đông Vân tư chất rất tốt, một mình tu luyện cũng đạt được đến thập kiếp tán ma, tại Đằng Long Đại Lục cũng được coi là một đại cao thủ. Tần thị gia tộc lưu lại bản đồ kho báu quả thật đã lọt vào tay Phương Đông Vân. Đạo môn kia sau khi nghiên cứu qua bảo đồ cũng không phát hiện ra đó là bảo đồ của Tần thị gia tộc, sau khi được chứng thực bị Phương Đông Vân phát hiện mà mang họa diệt môn. Từ huyền tinh tu chân giới, những nhân vật đứng đầu đều đã tụ tập tại Viêm Kinh Thành. Bọn họ tin tưởng bảo tàng nhất định ở phụ cận Viêm Kinh Thành. Từ tin tức của môn phái bị diệt môn kia mà biết được tòa tiêu của bảo đồ cũng chính là Viêm Kinh Thành ngàn ngàn năm trước. Cũng từ đó mà đạo môn kia suy ra đây là bảo tàng của Tần thị gia tộc, còn muốn tiếp tục che giấu nhưng đã quá muộn. Phương Đông Vân cũng đã đi tới Tiềm Long Đại Lục, nhưng hắn cũng không có ở trong Viêm Kinh Thành mà là ở trong một khu rừng cách ngàn dặm bên ngoài Viêm Kinh Thành. Trải qua 10 năm nghiên cứu, Phương Đông Vân cũng xác định được bảo tàng của Tần thị gia tộc không có ở trong Viêm Kinh Thành mà là ở trong một sơn lâm. Nhưng cụ thể ở nơi nào trong sơn lâm kia Phương Đông Vân cũng chưa xác định được. Tiềm Long Đại Lục đang trong tình cảnh phong ba, Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng đã bắt đầu du ngoạn tại Bạo Loạn Tinh Hải. Mãnh thú bình thường gặp hai huynh đệ bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Đại bộ phận cao thủ đã đi tới Tiềm Long Đại Lục, hai người cũng không có gặp gỡ cao thủ. Rất nhanh hai người tới được Bạo Loạn Tinh Hải đệ tam đảo Hắc Phong Đảo. Hắc Phong Đảo tuy là Bạo Loạn Tinh Hải đệ tam đảo, nhưng cao thủ bất luận về số lượng hay là sức mạnh đều có thể so sánh với Bằng Ma Đảo cùng Thiên Vân Đảo. Nhưng Hắc Phong Đảo, đảo chủ lai lịch cũng không phải nhỏ,
chính là cuồng lang thập nhất tán yêu, bản thể cũng là thượng cấp thần thú tam nhãn lang. Cho dù là thập nhị kiếp tán tiên hay tán ma cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuồng lang mang theo một nửa cao thủ trên đảo cùng băng ma đảo đảo chủ Phượng Hy, thiên vân đảo đảo chủ Thiên Thành cùng đi tới Tiềm Long Đại Lục. Trên đảo, cao thủ có tu vi cao nhất cũng chỉ là bát kiếp hạ cấp thần thú, quản lý tất cả toàn bộ việc trên đảo. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trực tiếp tiến vào đảo, dựa theo pháp tắc bình thường bái thiếp sau khi đi tới trước cửa. Đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn quang minh chính đại bái thiếp. Những lần trước trên các đảo nhỏ đều là hai người trực tiếp thượng khứ, cũng không có nhún nhường. Vài năm tu luyện, phong thần bảng của Hồng Quân cũng có thêm hai chân linh của hai tán yêu. Nếu không phải đại bộ phận đều là Cổ Bàn ra tay, sợ rằng chân linh trong đó còn nhiều hơn nữa. Nhị vị, đạo chủ của chúng ta hiện tại không có trên đảo, các ngươi trở về đi. Hai người đã tỏ lòng mà bái thiếp, nhưng yêu thú tại cửa cũng không có đi thông báo, trực tiếp nhìn hai người khinh thường nói: vị đạo hữu này, đạo chủ đi vắng, vậy có thể gặp phó đạo chủ à? Chúng ta ngưỡng mộ danh khí Hắc Phong đảo đã lâu, đặc biệt tới bái phỏng, chẳng nhẽ là để chúng ta như vậy mà về hay sao? Cổ Bàn nhìn sắc mặt Hồng Quân lập tức nói: phó đảo chủ cũng đi vắng rồi, hơn nữa đảo chủ cùng phó đảo chủ là người mà các ngươi muốn gặp là gặp được sao? Biến mau! Tên đệ tử bảo vệ nói xong lại tự nói thầm với chính mình: một người là độ kiếp kỳ, một người kia là không minh kỳ, ngay cả ta cũng còn không bằng, lại còn nghĩ muốn gặp đảo chủ ư? Bàn loạn tinh hải, tam đảo đại bộ phận đều là tán tu, mà đệ tử coi cửa cũng là nhị kiếp tán yêu, trên đảo thấp nhất cũng là ngoài tứ kiếp. Độ kiếp kỳ cùng không minh kỳ, tự nhiên họ không để trong mắt. Tiểu Quân, đạo chủ không có ở đây, chúng ta trước tiên rời đi à? Chờ một chút, Tiểu Bàn, đừng nóng vội. Vị tiểu ca này, thật xin lỗi à? Đạo chủ cùng phó đạo chủ đã đi đâu vậy? Lúc nào thì trở về, để chúng ta biết mà còn trở lại bái phỏng. Hồng Quân trên tay là một khối trung phẩm nguyên linh thạch, cười a a nhìn tên đệ tử coi cửa này mà hỏi. Đệ tử coi cửa này nhận lấy nguyên linh thạch, trực tiếp nhét vào trong túi, nhìn hai người cũng không còn lạnh lùng như trước nói: ê, tiểu huynh đệ, đúng là rất hiểu chuyện à. Ta đây cũng nói cho các ngươi biết, đảo chủ cùng phó đảo chủ đều đã tới Tiềm Long Đại Lục rồi. Cụ thể lúc nào trở về, chúng ta làm sao có khả năng biết được. Các ngươi thật sự muốn gặp đảo chủ, ta khuyên các ngươi trước tiên kiếm một chỗ tốt mà tu luyện đi. Tới khi nào trên tứ kiếp, nó không chừng là có thể lên đảo tu luyện được rồi. Đảo chủ cùng phó đảo chủ đều đã đi tới Tiềm Long Đại Lục rồi ư? Không thể nào như vậy. Đúng vậy, một nửa cao thủ trên đảo đều đi cùng à? Nghe nói là vì cái bảo tàng gì đó của Tần gia. Tam đại đảo chủ đều đi, dù sao chúng ta cũng không được rõ ràng cho lắm. Ai, lần này đoạt bảo, không biết lại chết đi bao nhiêu người nữa đây. Bảo tàng Tần gia? Hồng Quân có chút sững sờ, lại nói: tại Tiềm Long Đại Lục có thể để cho tam đại đảo chủ của bao loạn tinh hải tất cả đều xuất động, cũng chỉ có Tần gia của mình là có thể. Thế nhưng cha cũng chưa từng nói qua tại Tử Huyền Tinh lưu lại cái bảo tàng gì. Tiểu Quân, hay là chúng ta cũng tới Tiềm Long Đại Lục à, xem cái bảo tàng này là gì mà lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Cổ Bàn có chút sững sờ nhìn Hồng Quân. Tới Tiềm Long Đại Lục cơ, được rồi, đề nghị của Tiểu Bàn cũng được à, chúng ta đi ngay bây giờ. Tại Viêm Kinh Thành, tại tầng 3 của tiểu lầu lớn nhất, những người khác toàn bộ đã bị đuổi đi, chỉ còn lại một cái bàn có người. Người tại bàn này, bất luận xuất hiện tại chỗ nào của thế giới tu chân đều có thể gây ra chấn động. Toàn bộ cùng ngồi một chỗ, đối với bọn họ mà nói, đây cũng chính là lần đầu tiên. Bạch Đại Nhân, ngươi là người thứ nhất tới Viêm Kinh Thành. Người ở nơi này của ngươi cũng là nhiều nhất, không biết có tin tức tốt nào, có thể nói ra cho mọi người biết được không? Long tộc tộc trưởng Phương Đạc mỉm cười nhìn một người tuổi trẻ, thân vận bạch y trên bàn nói: Bạch Hổ, bản thể là siêu cấp thần thú Bạch Ngọc Thần Hổ, bản thân cũng là thập nhị kiếp tán yêu, là yêu thú trưởng khống giả của vô tận hồng hoang, tại bàn này có thể coi là một người có thế lực lớn nhất. Phương tộc trưởng, nói như vậy có vẻ không được đúng lắm mà. Ta so với Phương tộc trưởng ngươi cũng chỉ đến sớm hơn có một ngày, song tin tức cũng giống như các ngươi thôi, mà có khi Phượng đảo chủ so với ta còn thu thập được nhiều hơn à. Bạch Hổ mỉm cười, ánh mắt lại chằm chằm nhìn nữ nhân duy nhất trên bàn là Phượng Hy. Bằng ma đảo đảo chủ Phượng Hy, bản thể là siêu cấp thần thú Phượng Hoàng, thập nhị kiếp tán yêu. Phượng Hy quả thật rất xinh đẹp, tộc Phượng Hoàng có khí chất đặc hữu, càng làm cho nàng thêm vẻ kiều mị. Bạch Đại Nhân nói như vậy là không đúng rồi, người của chúng ta như thế nào cũng không thể so sánh với người của các ngươi à.
khi ta tới nơi này cũng không có giống như mọi người, không có thu hoạch được gì cả. Một bàn này chỉ có 3 người, ngoại trừ Long tộc tộc trưởng Phương Đạc là thượng cấp thần thú ra, Bạch Hổ cùng Phượng Hy đều là siêu cấp thần thú. Thế nhưng Phương Đạc sau lưng có cả một Long tộc ủng hộ, tất cả các thành viên của Long tộc đều là thần thú, thế lực cũng không thể coi thường. Phượng Đào chủ, Bạch đại nhân, như ta được biết, lần này 3 môn phái của Đằng Long đại lục cũng đã tới nơi này, mục đích chính là muốn cùng chúng ta tranh đoạt bảo tàng Tần gia, hai vị đại nhân có ý kiến như thế nào? Sau khi Phương Điền phi thăng, Long tộc cũng không có sinh ra một ngũ trảo kim long nào nữa, cũng không có biến dị siêu cấp thần thú. Ngàn ngàn năm tới nay, tộc trưởng đều là do thượng cấp thần thú trong thành viên của Long tộc đảm nhiệm. Một con trâu nhỏ có gì mà để ý, Long tộc từ khi nào mà đã sợ như vậy rồi? Bạch Hổ cười cười, mời Phượng Hy một chén rượu, nhưng không có mời Phương Đạt. Bạch đại nhân, ngươi là có ý muốn vũ nhục cả Long tộc chúng ta hay sao? Phương Đạt tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn Bạch Hổ. Long tộc không có siêu cấp thần thú, thế nhưng Vô Tận Hồng Hoang lại sinh ra một người là siêu cấp thần thú. Hôm nay Vô Tận Hồng Hoang địa vị cũng không dưới Long tộc. Trong khi đó, địa vị của Băng Ma Đảo không có gì thay đổi, chỉ là Băng Ma Đảo không có nhiều siêu cấp thần thú. Phương tộc trưởng, không lên quá kích động à? Ta tin tưởng Bạch đại nhân không có ý tứ như vậy đâu. Thế nhưng ta cũng phải nói thật, cho dù 3 môn phái Đằng Long đại lục liên thủ lại, chẳng lẽ có thể làm khó Long tộc các ngươi sao? Phượng Hy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, bất quá người nào quen biết nàng đều biết Phượng Hy bề ngoài thoạt nhìn cười cười xinh đẹp, nhưng khi giết người thì không có nương tay. Trước kia Bằng Ma Đảo có một phó đảo chủ, người này vì không phục Phượng Hy mà bị Phượng Hy giết chết. Long tộc chúng ta không có sợ bọn chúng, nhưng không có hy vọng trong thời khắc mấu chốt sẽ bị bọn họ tới phá đám. Lúc này đây, Tần gia ngoài thần khí còn có cực phẩm tiên khí, chúng ta sau khi đắc thủ, chúng ta có một vị trưởng khống giả trong tay Tần gia, vậy kệ thần khí của bọn họ còn có cực phẩm tiên khí, coi như là bồi thường cho chúng ta. Bạch đại nhân, chúng ta Bằng Ma Đảo cũng giống như vậy, có một vị đảo chủ trong tay Tần gia, thần khí của Tần gia tự nhiên là chúng ta cũng có một phần. Phượng Hy cười cười nhìn Bạch Hổ nói, Phượng đảo chủ, thần khí nếu như có 2 kiện, ngươi 1 kiện, ta 1 kiện, nếu chỉ có 1 kiện, ta không cần cực phẩm tiên khí, chỉ cần thần khí, vậy có được không? Bạch đại nhân, còn có Long tộc mà, ta xem hay là sau này hãy tính đi. Về phần người của Đằng Long đại lục, có thể để cho bọn họ giúp chúng ta tìm nơi hạ nạc của Phương Đông Vân là tốt nhất mà. 3 người gặp mặt đơn giản là thương nghị không có kết quả gì. Phương Đạt cũng là như ý kiến của Bạch Hổ, chỉ là trước khi có thần khí không muốn cùng bọn họ trở mặt. Lần này tìm bảo tàng của Tần thị gia tộc, Phương Đạt dẫn theo hơn mấy trăm tộc nhân đến đây, đối với bảo tàng rất tin tưởng là nắm được. Cho dù Bạch Hổ là siêu cấp thần thú cũng không đối phó được hơn 100 người trong tộc đã ngoài bát kiếp trung cấp thần thú. 3 phương thế lực ở chỗ này thương nghị không có kết quả, bên kia Đằng Long đại lục lại tìm được tin tức của Phương Đông Vân, chính là mấy người tu chân trong lúc vô tình đi vào trong sơn lâm phát hiện được địa điểm bất thường, đi tới kiểm tra, mấy người đều bị Phương Vân Đông giết chết. Nhưng trước khi chết, bọn họ đã kịp truyền tin tức ra ngoài. Tử Dương Môn sau khi nhận được tin tức, không có tinh thần khác cùng Âm Thánh Sơn, Lam Tu Chân Nhân mang theo mấy người sư đệ lặng lẽ tiến vào sơn lâm. Kính thưa quý vị và các bạn, diễn biến tiếp tục của câu chuyện sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi trong các video tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.